Trong video hôm trước, mình đã giới thiệu cho các bạn một bộ điều khiển hồng ngoại để điều khiển TV, máy lạnh, quạt, cả remote. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một sản phẩm nữa có tên là fix cắm thông minh. Và với fix cắm này thì các bạn có thể hẹn giờ bật tắt hoặc là lệnh bật tắt qua app Mica. Đầu tiên, bạn mở app Smart Light lên cho mình nhé. Sau đó, chọn icon dấu cộng. Chọn thêm thiết bị. Tại mục thiết bị điện thì chọn ổ cắm Wi-Fi. Nhập password Wi-Fi, sau đó ấn tiếp theo. Lúc này thì bạn cần cấp điện cho fix cắm và nhấn giữ nút nguồn của fix cho đến khi đèn nhấp nháy. Quay trở lại với app Smart Light thì chúng ta chọn tiếp theo, ấn chọn nhấp nháy nhanh này. Chờ hệ thống tìm thiết bị. Khi đã phát hiện thiết bị, bạn cần nhấn vào dấu cộng để thêm. Ấn icon bút chì để đổi tên thành tên thân Việt. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng fix cắm này cho nồi cơm điện nên sẽ đổi tên thành nồi cơm điện. Ấn hoàn tất để kết thúc. Sau khi mà bạn đã thêm thành công fix cắm ở trên app Smart Light, giờ thì chúng ta cần phải liên kết tài khoản của app Mica để có thể ra lệnh trên Light nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải mở app Mica này, ấn icon Smart Home bên cạnh phím Micro, chọn icon 3 gạch phía trên bên phải, chọn quản lý tài khoản liên kết. Ấn kết nối vào tài khoản mới và chọn Smart Light. Nhập email và tích chọn ô xác nhận, sau đó nhấn Next Step. Tích chọn dòng thứ hai, sau đó nhấn Next Step tiếp. Tại đây các bạn nhập mật khẩu, tích ô chọn xác nhận, sau đó nhấn Next Step. Chọn Confirm Authorization. Chờ list thiết bị hiện ra và ấn chọn tất cả. Và chọn xếp vào phòng. Bạn có thể tạo phòng mới hoặc là chọn các phòng có sẵn. Và ấn đồng ý để xác nhận thêm thiết bị. Vậy là xong rồi. Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công rồi. Giờ thì hãy cùng mình ra lệnh nha. Mica ơi! Em nghe. Bật nồi cơm điện. Mica ơi! Vâng. Tắt nồi cơm điện. Ngoài ra với fix cắm này thì các bạn cũng có thể sử dụng với quạt không có remote, đèn trang trí, đèn bàn, ổ cắm sạc điện thoại hay là laptop rất là tiện dụng. Hãy thử và comment cho mình biết với nhé. Giờ thì chúc các bạn thực hiện thành công và có những trải nghiệm thật là tuyệt vời với Mica cùng với các thiết bị thông minh nha.